Yo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Trần đây. Thì trong video trước thì mình đã hướng dẫn với các bạn về cách để sử dụng những cái phép tính trong và Python, về giới thiệu về nhóm các nhóm toán tử có trong Python và cũng hầu như có trong tất cả các ngôn ngữ lập trình khác như sơ cộng đồng, sơ chéo, Java hay là JavaScript. Thì trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ một chủ đề mới, là chính là về kiểu giá trị list. Đó là một kiểu giá trị cũng rất là phổ biến đối với các kiểu giá trị khác như là kiểu giá trị in, string, boolean, float mà mình đã giới thiệu ở những video trước. Mà đây nó sẽ là một chủ đề hơi dài, bởi vì dạng list này nó có rất là nhiều tính năng cũng rất là hay hơn. Kiểu nó không chỉ tồn tại một cái giá trị duy nhất, mà nó có thể lưu trữ tới tận nhiều giá trị khác nhau trong cái biến đó, như một danh sách vậy. Bởi vì khi các bạn thấy list kia về trên tiếng Việt sẽ thành danh sách. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu rồi. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu list. Kiểu giá trị list này là một kiểu giá trị cũng giống như in, string, boolean, nhưng các bạn biết đi khác ở giữa nó không? Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ nói với ba cái kiểu giá trị mà chúng ta đã biết tới là in, string, boolean và float. Thì bốn kiểu giá trị đó này nó có một cái kiểu giống nhau, đặc điểm chung cực kỳ giống nhau, đó chính là nó chỉ lưu được một giá trị thôi. Còn trong kiểu giá trị string, kiểu giá trị list thì nó lại khác. Nó có cái việc là nó sẽ lưu trữ rất là nhiều giá trị, giống như là siêu tầm một cái danh sách luôn, là một bộ siêu tầm như kiểu thế này. Đây là kiểu một biến, mình sẽ đỡ nó là dạng kiểu dữ liệu string, là nó sẽ ra như thế này. Đấy, nó sẽ khác ở chỗ là đó, là tất cả cái giá trị nó được lưu trữ nên nó sẽ ở giữa hai cái gạch vuông này. Là nó sẽ để biến này nó sẽ cho là cho kiểu dữ liệu list. Người ta sẽ ghi tiếp, người ta muốn lưu trữ đúng không? Mình cứ tạo ra một cái đơn giản bố hello đầu 5.0. thì đây là một cái biến tên là biến A, có sử dụng một cái danh sách là kiểu dữ liệu list, với danh sách có gồm 4 phần tử, đó chính là 4, true, hello và 5.0. thì các giá trị được siêu tầm trong này nó chỉ được gọi là các phần tử, đó là tính năng mặc định của nó. Thì nó sẽ gồm 4 cái phần tử, nó sẽ được ngăn cách bởi dấu phẩy để em biết được là nó là một cái phần tử riêng biệt với nhau, như 4 nè, là vậy đúng không? Phẩy để nó sẽ cắt ra trong một ghi cái giá trị theo true. Lúc đó ta chỉ có hai cái phần tử là 4 với true, nó sẽ cắt phân cách riêng biệt bởi dấu phẩy này và những dấu sau cũng vậy. Hello với 5.0 và giúp có dấu phẩy để cắt biệt cái giá trị 4 true hello với 5.0 này ngoài lại. Và đó có một cái rất là hay, đó chính là nó có thể siêu tầm lưu trữ nhiều giá trị khác nhau, từ nhiều kiểu giá trị khác nhau. Thì nó có thể lưu trữ một giá trị có kiểu dữ liệu là in như số 4 này, boolean như kiểu string này, hoặc dạng string như hello này, và hoặc cuối cùng là dạng float như này. Vậy đó cũng có thể lưu trữ cả chính kiểu dữ liệu đó, như là nó được gọi là mạng 2 chiều như thế này. Đã tạo thêm một cái dấu này nữa đó, mình ghi tiếp hello mini, kiểu ở mấy cái ở trong này mini hết đi, 4 rồi hello world. Đó thì đây sẽ là một cái danh sách khác, và nó cũng là một phần tử trong cái danh sách ở ngoài màu vàng này. Đó, các bạn nhìn vừa hiểu. Còn trong danh sách nhỏ này cũng có thêm 3 cái phần tử nhỏ hơn nữa, và mình cũng có thể tạo thêm một cái danh sách nhỏ ở trong cái danh sách nhỏ này nữa, nên nó sẽ được gọi là danh sách hai mạng. Và nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không nói về việc đó,
Với đây phòng 1 là chúng ta sẽ nói vừa khá nhiều của nó chứ, về cách được thay đổi giá trị của nó. Thì nó cũng có một tính năng đặc biệt là cũng giống như những cái khác, đó chính là nó có thể thay đổi giá trị. Nó có thể lấy giá trị, nhưng trong nhưng nó sẽ hơi khác biệt xíu. Bởi vì trong đây nó có nhiều giá trị khác nhau, nên là hệ thống sẽ phải bắt buộc phải yêu cầu chúng ta phải lấy ra một cái giá trị cụ thể trong cái trong các giá trị trong danh sách đó. Giờ ta sẽ làm chữ A, really A, một in A trước nha. Rồi ta sẽ bay đây, đó một danh sách giá trị luôn. Rồi muốn lấy một trong đó, thì trước khi lấy thì mình sẽ nói một cái bài tiếp về những cái khái niệm và những cái phân tử trong cái danh sách này. Thì hình để trong đây có bốn phân tử đúng không? Thì các phân tử trong danh sách này sẽ được sắp xếp theo đúng theo thứ tự của nó. Như giờ 4 là ở đầu tiên, thì nó sẽ có số thứ tự, là mỗi phân tử sẽ có số thứ tự của nó được tính theo từ trái sang phải. Và số 4 đầu tiên này đúng không? Thì nó sẽ tính nè, nó sẽ tính ID, hay còn được gọi là số thứ tự của nó. Là không, không phải một em. Nó là phần tử thứ nhất, nhưng nếu mà tính số thứ tự của nó thì nó sẽ là số thứ tự số 0. Về những cái sau sau cùng, những cái ở sau là nó sẽ dần dần tăng lên là 1, 2, 3 và vân vân. Thì đây phần tử thứ nhất là nó sẽ có số thứ tự là 0. Phần tử thứ hai sẽ có số thứ tự là 1. Với hello và đặt trong 0 thì thứ tự lần lượt là 3, 2 và 3. Đó là thôi ra đỡ có thể lấy đó. Tôi ra chỉ còn về E này đúng không? Tôi ra đỡ thêm một dấu kẹt đây nữa. Rồi chúng ta ghi cái số thứ tự của phần tử người ta muốn lấy cái chuyện của nó ra. Như người ta muốn lấy số 4 đó, ta sẽ ghi số 0. Bởi số 4 là phần tử thứ nhất, về nó ở số thứ tự thứ 0. Ta sẽ đỡ số 0 này ở trong hai cái nhạc vuông này nữa. Vậy nó phải ở nằm ở sau chữ E. Và khi ra chạy, đấy, nó sẽ ra số 4. Nó lại lấy một cái giá trị cụ thể trong cái danh sách A này. Ta muốn lấy cái hello, là hello nó ở số thứ tự thứ hai, bởi vì nó là phần tử thứ ba. Nên ta sẽ ghi số 2 mà. Và chạy, nó sẽ ra hello. Đó, thì đó là cách về các phân tử trong danh sách E đây đã hoạt động. Nó sẽ được sắp xếp và được đặt cái số thứ tự của riêng nó. Và nó sẽ đặt 0, 1, 2, 3, 4, 5 dần, tăng dần. Và sẽ được đưa cho từng phần tử, nên được tính từ trái sang phải. Như vậy đó. Còn cách để bạn thay đổi giá trị thì đưa về thôi. Nếu các bạn nghĩ thay đổi thì các bạn có thể thay đổi thêm 4 này. In là A. Thì đó là 4 mất rồi. Nó là chuyển chiều dữ liệu cho phải thay đổi giá trị. Cho nên chúng ta đang nói về danh sách, nên chúng ta sẽ nói một cách thay đổi giá trị, một giá trị, một phân tử cụ thể trong cái danh sách A này. Giờ phải làm sao? Như các bạn biết đây là lấy giá trị A được rồi đúng không? Giống như mình đặt biểu mơ là 4 đi, xong rồi mình lấy chị đó thì mình sẽ đặt mơ thay đổi giá trị của biểu mơ thành 8, thì mình sẽ thay ghi là mơ bằng 8 là chừng sau khi in ra thì mơ sẽ bằng 8. Còn biểu E này thì E2 nó cũng lấy giá trị, người ta thay đổi hello thì ta cứ đỡ ngạc vuông này, ta ghi số 2 mà, rồi ta ghi bằng. Giờ ta muốn ghi giá trị là một được như hello, ta thay đổi lại chữ 2 như vậy. Rồi chữ in lại đi, in lại E2 đó, nó sẽ thành 2. Chữ hello ở trên đây là nó chỉ dòng, chỉ dòng 2 này là chỉ dòng lúc nãy mà mình đã in ra. Còn cái đây là chỉ dòng 2 đây, sau khi mình đã thay đổi giá trị của giá trị các số thứ tự là thứ hai trong danh sách E này thành 2. Đó là cách, đó cách mà chúng ta có thể dùng để thay đổi giá trị trong một phân tử cụ thể trong danh sách E này. Giờ ta biết là một danh sách nó có các đặc điểm của nó, nhưng các bạn hãy nghĩ nó có đặc điểm nào được.
Thì nó có bốn phân tử. Ở trong phân tử đó nó có cái kiểu dữ liệu là in, boolean, string, float, hay là như hạt là tên của biến nó là a. Thì đó đơn giản rồi. Nhưng mà điều chúng ta muốn nhắc đến là cái phần số phần danh số phần tử nó có trong danh sách đó. Giờ ta muốn biết số phần tử là bao nhiêu, ta sẽ ghi bằng một, ta sẽ học ra, ta sẽ ghi bằng một cái hàm mới, đấy là hàm len. Hàm len này sẽ cho chúng ta biết được là có bao nhiêu phần tử trong một cái danh sách cụ thể, là như là cho a, ta ghi biến a, ta biến là biến a trong giữa hai chữ nhạc tròn này, và khi chạy nó sẽ là số 4, đó chính là bốn phần hay cũng như là bốn phần tử có trong danh sách a này. Do a có bốn phần tử là 4, true, hello và 5 trong không. Đó, đó là cách tờ tra có thể biết được danh, biết được số lượng phần tử có trong biến a này. Bây giờ cũng có một cái hay hơn nữa, là ta muốn thêm một cái phần tử vô trong cái danh sách này, đúng không? Kiểu ta giờ bây giờ ta muốn thêm tiếp, giờ mình đợi in biến a nhé, đợi lát sau chúng ta có thể test lại. Đó thêm biến a thì ta ghi vậy, biến a và tên của cái biến, tên của cái biến có danh sách là ta cần thêm phần tử quá, ta ghi dấu chấm và ta ghi append. Append dịch ra tiếng Việt có nghĩa là thêm vào, là rồi các bạn đừng vô vô nhạc tròn vô, bởi vì nó là một cái hàm, một cái trục to, và ta ghi cái giá trị mà ta cần thêm vào với việc nó là một phần tử mới trong danh sách A, như ta ghi word. Rồi giờ ta in A được rồi, thì nó sẽ có hai lòng A. Và đây các bạn thấy chưa, các ở trên đó chính là danh sách A mà trước khi nó được thêm chữ word vào, phần tử word vào. Và đây danh sách A sau khi thêm phần tử word vào, đây phần tử word nó sẽ ở đây đúng không? Thì đúng rồi, nhưng nó sẽ có, nó sẽ là thêm ở vị trí sau cùng, các bạn nhớ nha, nó thêm vào vị trí sau cùng nha. Và các bạn muốn xóa như vậy, các bạn có thể ghi bút bút, kiểu giống như mấy cái tiếng bút bút là các bạn hay dùng để kiểu đập kiểu chạm bóng bóng, thì nó sẽ nổi là đó, ở tiếng Anh nó thường là bút. Thì trong này nó vậy, kiểu cha từ những phân tử này như những cái bong bóng rồi ta chạm vào chút đập phân tử nó biến mất luôn. Ta muốn bút cái gì đó, như ta bút chữ 5.0 đâu đâu đây đây, ta in ra oh no look, mình chỉ bút vậy thôi cho cái này nó không có xóa phân tử. Rồi chúng ta sử dụng hẹp khác thôi, chạy ra đó bốn à, true à, hello và không có nắp trong không, bởi vì nó bút. Nhưng có một cái là nó giống như cái hàm append, nó chỉ khác ở mọi chỗ là nó sẽ xóa đi cái phần tử. Còn cái chỗ giống nhau với hàm append là gì, nó là có, đó có ảnh hưởng đến cái phần tử cuối cùng, là nằm trong, nó sẽ xóa cái phần tử cuối cùng trong danh sách đó là 500 ở bên phải cùng là cuối cùng, nó sẽ bút biến mất. Còn nếu ta thật ta một số cái cụ thể bằng số thứ tự, ta có thể ghi số thứ tự trong này như số 0. Wow, số 0 là số thứ tự cho phần tử thứ nhất là số 4 đúng không? Thì bây giờ nó biến mất rồi, như vậy đó. Còn nếu ta muốn xóa một cái theo một cái giá trị mà ta còn xóa trong danh sách đó, như như ta muốn xóa chữ hello mà ta không muốn xóa, phải xóa bằng số thứ tự, ta muốn xóa bằng cách tìm giá trị, ta có thể remove đúng không? Đây rồi, giờ ta ghi giá trị đó là hello đi. Ta xóa chữ hello luôn, đúng không? Ta ghi vào, bay mất chữ hello luôn. Đó, ta sẽ tìm cái giá trị có trong danh sách đó là xóa. Còn nếu ta ghi không có,
Thì đó sẽ lỗi bởi vì cái chữ heo này nó không có trong danh sách đó, nó chỉ có chữ hello, su 4 với 5 không không, nó không có chữ heo, chữ hello mà không có chữ o đó. Như vậy giờ các bạn biết đi đặc biệt ở đây gì không? Đỡ mình tạm thời mình nhắc đi bằng biến nó thành comment nha, đỡ tắt cái tác dụng của nó. Mình có thể thi nhiều giá trị mà có nhiều phần tử mà có giá trị giống nhau, trong này là không bị sao hết, nhưng mình gửi chữ hello, mình gửi chữ hello và mình ghi thêm chữ 4 nữa, mình ghi thêm chữ true nữa, mình ghi thêm chữ 5.0 nữa, là giống như mấy cái số ở trước khi chạy đó, nó sẽ in ra được, nó không bị lỗi. Đó là một cái đặc điểm trong cái danh sách đó. Giờ đây giờ mình sẽ nói cho các bạn thêm tiếp và tính năng một cái điều mà ta sẽ biết trong cái help remove này về cái hello. Xóa thì ta thấy chữ hello ở chỗ đây nó biến mất, nhưng mấy chữ hello lại có nó biến mất, nó sẽ tìm giá trị nhưng nó sẽ tìm từ trái sang phải, nhưng nó tìm thấy giá trị nó sẽ xóa cho nó vào mục tiêu, nó sẽ không chạy lại và tìm lại các chữ số chữ hello ở sau rồi. Như vậy đó, cho nên em muốn xóa hết trên đi là im tìm một cái nữa đó, bay hai chữ hello cùng chữ hello lên rồi đây đi rồi đó, đây là xóa hết, nó phải là xóa hết, vậy là chỉ tìm một cái phần tử và có giá trị bằng với giá trị mà đang còn xóa ở từ trái sang phải, nếu có thì nó sẽ xóa cái phần tử đó và nó ngừng chạy đó. Về đó tất cả những gì ta sẽ biết trong hôm nay, vừa khái niệm vừa kiểu dữ liệu danh sách, một cái kiểu dữ liệu về giúp ta có thể lưu trữ nhiều giá trị khác nhau, nhiều phần tử khác nhau, và ta có thể thay về cách mà ta có thể dùng để khai báo một cái biến có kiểu giá trị là kiểu dữ liệu là list, thay đổi giá trị của thay đổi giá trị trong cái danh sách đó và lấy giá trị trong danh sách đó, vừa khái niệm vừa những cái số thứ tự ID của các phần tử trong cái danh sách đó và cách để thêm bớt phần tử để xóa phần tử, nhưng nó vẫn là chưa hết đâu, nó chỉ là phần một, còn trong những phần sau thì nó vẫn sẽ còn là chúng đó là list, vì nó có rất nhiều thứ để chúng ta phải biết, như những cái hàm để giúp có thể thay đổi chỉnh sửa nó, về ta có thể xịt được sử dụng nó trong rất là nhiều phần mềm mà ta muốn tạo ra, như từ việc lưu trữ tên tài khoản, lưu trữ các con số như vậy đó. Bây giờ xin chào các bạn và tạm biệt. Thì nếu các bạn thấy cái video này, các bạn có thể nhấn like, share, subscribe. Và nếu các bạn có thắc mắc gì, các bạn nhớ nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể comment ở dưới phần bình luận để mình có thể càng ngoài và giúp đỡ. Bây giờ xin chào các bạn và tạm biệt. Chào các bạn vào những phần sau. Bye.